nước. Đúng rồi. Ê, không có được, thò chân xuống. Cá mập á Phúc Biên. Rùa để chân lên, nó bắt trước kìa. Sao không được? Rồi, mày đi lên nha. Thôi. Thôi. Phúc Biên. Chỉ được thò tay xuống thôi. Thôi. Chết kìa, cây á. Wow, nước này sạch dở. Ừ. Wow, em đụng nước đi. Có sẽ trong hồ. Ê! Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy mẹ? Mẹ kêu con lại đây nè. Còn không, mẹ quay về luôn cho hai đứa nghỉ đi luôn. Thôi. Hai đứa có ngồi im không? Ngồi im. Phú Biên ngồi im coi, không có dọc trên nước coi. Giỏi. Ngồi im. Để cá mập không á. Rồi, ướt cái khăn rồi tao cho. Trời nghỉ luôn. Nhẹp rồi, hồi về giặt. Về giặt rồi lấy cái khăn. Ha. Ngồi xuống. Nói nữa. Ngồi im đi. Kìa, cá kìa. Cá nó lên tim quá trời luôn kìa. Nó nhảy lên á. Kìa, nó ngáp kìa. Kìa, nó táp tủm tủm kìa. Đó. Cá. Đâu, con đâu thấy. Mẹ mới thấy. Đừng. Phú Biên ngồi xuống con. Wow. Ngồi xuống con. Nước sạch chưa? Nước canh. Cái này là nước. Phú Biên không ngoan nè, mẹ đi vô nha. Không thì ngồi im. Cái này nước ngọt hả mẹ? Cái này nước ngọt hả mẹ? Ừ. Còn đi biển á là nước mặn hả? Đúng rồi. Còn cái biển. Nước còn mặn là nước suối hả? Phú Biên ngồi xuống, Phú Biên ngồi xuống. Phú Biên, Phú Biên ngồi xuống. Ai muốn cưới vợ quyền tay thì cưới đi. Bơi hết nổi rồi. Vậy đưa đây con bơi cho. Thôi Phú Yên bắt trước nữa. Phú Yên ngồi xuống, mẹ đi lên á. Mẹ bơi không nổi rồi đây, con phụ mẹ Phú cho. Phú Yên. Con ăn gái. Phú Yên đi về luôn nghe, nghỉ đi xuồng nghe. Không thì hai đứa ngồi im một chỗ cho mẹ. Này. Không. Nói dành rồi mẹ làm sao? Con đi đường này mẹ. Con đi đường này với mẹ hả? Dạ. Nè. Dạ. Đưa đưa đi. Ê. Thấy không? Đúng. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đó. Rồi ngồi xuống. Mẹ con đi đường này. Đi đường nào? Con đi đường này hả? Đi đâu? Con chảy nước nè. À, con chảy nước nè. Dạ. Yeah. Biên đúng là một em thông minh của hai. Và em còn đẹp trai. Đây là vườn sầu riêng của ông ngoại. Ông ngoại tôi đây. Ông ngoại tôi là tên Long. À, ông là ông, rồi ông Long. Mà ngoại tôi tên là Tiến. I-N-I-N-I hả? Ờ. I-N-I-N Tiến. Dốt xác. Y ngắn. Còn bảo đi đây là y dạo quá y ngắn. Ừ. Kêu quy đây là y ngắn. Mẹ Nhi. Mẹ Nhi đây là y ngắn. Y ngắn. Ông ngoại đây là âm o. Ừ. Xong mẹ làm có bên vậy?
Thì bơi được có một bên thì chứ về sao nhờ. Cái lục bình hả? À, cái lục bình á. Mình quay ở chi vậy? Ê, mình qua bên kia đi. Đó mắc cái đường ống nước của ông ngoại rồi đâu có đi được. Rồi hết chỗ rồi. À. Phải làm sao đây? Nó lung tung. Phải làm sao đây nó lung tung. Con cá bự đang kiếm mồi ăn hả? Đúng rồi. Thì mình chăn trên bờ hả? Ừ. Chứ nó không có ngủ dùng cái ngục bình hả? Hả? Ủa mẹ nè. Đó. Sao mình lại quẹo bên đây? Thì mình đẩy quẹo qua quẹo lại mình mới đi được. Nè. Ai. Trời. Con phụ mẹ cho. Con ơn trước đi, con đẩy ra đi. Đó, rồi con đẩy qua. Đẩy mạnh ra. Đẩy mạnh ra. Đúng rồi. Rồi cho con mượn cây rồi. Thôi. Sao thôi. Để mẹ đẩy lại chứ, lấy cây lấy gì mẹ đẩy lại. Hồi nãy con chịu bón. Trời ơi, sao nói tầm bậy rồi. Con chứ chân ngay chứ. Con ẻ bón. Nữa. Nữa nói, nói mình con. Quay phim con mà con mẹ. Không có nhắc tới nữa. Nghe không? Con mình quẹo bên đây. Ở chết chà, chết chà.